Chín nhiều quá con nhỉ. Ở dưới này nữa này. Đây. Gió mạnh quá các bạn ơi. Gió mạnh quá. Ngon à? Con hái đi. Xinh không? Ôi, ngọt lắm. Cây này nó độ ngọt của nó nhiều hơn chua. Xinh quá. À, trường này đẹp quá. Ngon không? Mấy chùm xanh xanh này mấy nữa là chín sẽ hái. Đó, cũng sai lắm. Mà nó chưa chín. Phải chờ chín. Xôi nhà mình nhá, là nó cây này thì nó ngọt lắm, cây nhà mình nó ngọt lắm, nhưng mà nó mới có này à. Mình hái những cái quả chín, hái hết quả chín. Cái
nào mà ấy thì cắt vứt đi, nó mấy quả chín mà nó rụng. Hái được nhiều quá rồi mọi người ạ. Hôm nay hai mẹ con nhà em đã thu hoạch được rất nhiều mâm xôi đấy, và hai mẹ con sẽ vào làm món kem mâm xôi.